Hey, bữa nay là một ngày trời rất là mưa các bạn. Mưa ơi là mưa. Và hồi xưa khi mà còn là học sinh, mà khi còn ở dưới quê á, thì khi mà trời mưa thì mình rất thích ăn những cái món mà kiểu chấm 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 mà hơi nóng nóng á, kiểu như là chấm vào nước mắm, chấm vào những cái sốt gì đó trong những ngày trời mưa. Mình rất là thích ăn như vậy. Ok, và hôm nay mình sẽ ăn một món cũng khá là quen thuộc và chắc rằng nhiều bạn đã biết đến những món này. Đó chính là món bánh bột lọc và bánh bèo. Mình có đặt bánh bột lọc này tại ở đây nè, đây là cái địa chỉ mà mình đặt đây, thì mình chỉ đặt đại thôi. Thì mình có thấy là quán bánh bột lọc Buôn Mê này thì có lượng đặt hàng rất là lớn, là cái phần bánh bột lọc này là đặt tới là 10.000, 10.000 cộng, tức là còn nhiều hơn vậy nữa, nhưng mà trên cái hệ thống của họ chỉ thể hiện gọi là chỉ có 10.000 cộng thôi. Mình nói thẳng luôn á, tại vì trong thời điểm hiện tại bọc ni lông rất là rẻ, và cái việc mà mang đi mang lại đồ và vật dụng hoặc là đồ ăn á, thì bọc ni lông nó dường như là một thứ đang rất là khó thể thay thế, bởi vì bịch ni lông có giá thành rất là rẻ nên là phù hợp cho các hộ buôn bán nhỏ lẻ có thể tận dụng lại một bịch ni lông để gọi là họ đựng đồ, họ chứa đồ hoặc là họ giao đồ cho khách. Còn nếu mà trong thời gian này mà chúng ta sử dụng những cái bịch bằng giấy hoặc là bịch tái sử dụng thì nó rất là mắc. Chúng tưởng tượng mà chúng ta giao hàng tới xong cái món hàng nó như là chỉ có 50.000 thôi, mà cái bịch hết trong đó 10.000 rồi thì nó rất là khó cho họ, nên là họ đã vẫn sử dụng bịch ni lông để giao qua đây. Nhưng mà các hộp đựng rồi các túi đựng của cái quán này á, thì họ làm bằng giấy hết như này. Cái này bằng giấy này các bạn, như bằng giấy nè. Đúng. Ok, và bây giờ là mình sẽ ăn các bạn. Thì hồi xưa thì ở Cần Thơ, khi mà mình sống còn nhỏ ở Cần Thơ thì mình đã từng ăn những món này rồi. Và cái phương châm của mình ở kênh này á, là mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái món nào mà mình đã từng ăn và mình đã từng rất 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 là thích. Thì bánh bột lọc và bánh bèo đây cũng là một tuổi thơ của mình, và mình cũng vô cùng thích nó luôn. Khi chúng ta đi Phan Thiết thì chúng ta sẽ thấy những cái người bán hàng rong bán những hộp bánh bột lọc này rất rất là nhiều trên đồi, mà cái đồi mà có cát bay tùm lum á, như là gọi là đồi đó, đồi gì quên này, đồi gió bay phải không? Tôi cứu to. Hôm nay tôi không thông minh hơn học sinh lớp 5. Mình mới ăn một cái bánh bèo. Cái bánh bèo rất là ngon các bạn. Nhiều chỗ làm cái bánh bèo này á, nó rất là dày và nó kiểu như bột của nó ăn rất là ngán, nhưng ở đây á, cái bột bánh bèo này trơn mịn nên khi ăn vô á, cái miệng chúng ta sẽ cảm thấy được cái độ trơn mịn của cái bánh bèo, ăn rất là thích. Không, cảm giác ăn không bị bột mà giống như là ăn được cả một miếng thịt rau câu vô miệng vậy, giống như vậy luôn các bạn. Ngon quá. Wow, bánh bèo ngon vậy. Chúng ta phải ăn thêm những bánh mì. Đây là bánh mì chiên. Nước mắm làm khá là vừa ăn. Bánh bèo á, nó không hẳn là quan trọng ở phần bột, mà quan trọng nhất của cái phần bánh bèo á, đó chính là ở phần nước mắm khi mà chúng ta ăn kèm với bánh bèo. Phần bột thì có thể là chúng ta sẽ biết cách pha, và pha thế nào liều lượng đúng thì ra phần bột sẽ rất là ngon. Nhưng thì chỉ làm cho cái bánh bèo nó có hương vị mặn mặn một chút, và có một cái hương vị giống như là một chất xúc tác để làm cho bánh bèo ngon thôi. Còn thật sự nếu mà muốn bánh bèo ngon thì phần nước mắm này phải rất rất là ngon. Không biết cái vàng vàng là cái gì, hồi nãy mình đặt xong rồi mình quên mất tiêu. Cái vàng vàng này chính là đậu xanh với thịt. Thật sự là không ngán các bạn. Mình sẽ ăn cả cái đó này, tại vì bây giờ nó dính lại rồi. Hồi đó mình hay ăn những cái quán lề đường á, thì nó hay bị tình trạng là khi mà chúng ta ăn á, bánh bèo nó sẽ bị ăn rất là ngán. Nhưng ở đây thì không. Nói là tôm, hải sản, tôm hay cua gì đó, nói chung là mình quên rồi. Mình chưa từng được ra ngoài miền Trung, mình chưa từng được ra ngoài Đà Nẵng hay là Nha Trang, nhưng mà ra Phan Thiết thì mình cũng chỉ ăn cái bánh bột lọc này thôi. Thì mình rất là thích cái vị bánh bột lọc ngoài Phan Thiết, nhất là cái nước mắm làm rất là ngon. Thì không biết khi mà vào Nam đây thì cái quán
bánh bột lọc Buôn Mê nó có làm cho mình thất vọng hay không. Giờ mình sẽ xử đến cái đống bánh bột lọc của mình. Mình là người rất thích ăn những món này nên là mình mua rất là nhiều. Wow, phần bánh bột lọc làm rất là khéo các bạn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Mình thấy có nhiều chỗ quá, họ làm cái phần bột lọc này nó rất là trong, nó trong luôn. Nhưng mà theo như bà mình nói á, thì cái phần bột lọc này nó phải hơi đục như thế này thì nó mới ngon. Nước mắm hơi mặn và bây giờ là mình sẽ phải pha lại để mình có thể ăn cho ngon hơn các bạn. Và mình đã pha lại cái nước mắm này rồi thì cái nước mắm hồi nãy á cũng khá là thơm, cái vị ngọt vừa đủ và vị chua vừa đủ nhưng mà nó các bạn. Gấu ăn cái bánh bột lọc này gấu thích chấm cả cái bánh vào mà nó mặn như vậy thì khi mà chấm hết cả cái bánh bột lọc vô á thì nó bị quá mặn. Nên là bây giờ là mình đã pha lại, bây giờ mình sẽ ăn thử coi. Vừa ăn rồi, ngon quá. Bột lọc là gì? Bột lọc là một loại bột khi mà chúng ta nấu chín lên, khi mà chúng ta nấu chín bột lên thì bột nó sẽ có cái màu trong như vậy, ăn thì nó hơi dai dai. Bột lọc thì ngoài được làm bánh bột lọc như thế này thì bột lọc còn được dùng làm hủ tiếu nè, dùng làm bánh canh nè. Bánh canh bột lọc thì gấu thấy ở Cà Mau rất là nhiều người bán. Đưa vào miệng mà các bạn sẽ thấy cái bánh nó trơn lùi trong miệng của các bạn và cảm giác của cái miệng bạn rất là thích. Và khi các bạn nhai á sẽ thấy được cái độ dai, mà độ dai ở đây là cũng là một cái độ dai vừa phải thôi, không quá dai và cũng không quá mềm. Nhiều chỗ bán bánh bột lọc á, khi mà làm số lượng quá nhiều á thì họ sẽ nhào bột hay làm gì đó không kỹ và khi mà đem đi hấp thì bánh bột lọc nó sẽ bị sượng. Bánh bột lọc ở đây không có bị sượng, ăn rất là trơn miệng và thích. Ngon quá, nhắm vô cả cái. Thần Dương Minh Dông làm vừa ăn Ấn Độ là khi chúng ta chấm chung với cái nước mắm mà gấu mới pha nè thì ăn sẽ rất là vừa miệng. Thêm cái nước mắm này đã rất là thơm và được nêm vị ngọt và vị chua hợp lý rồi, chỉ có chỉnh lại cái vị mặn một xíu thôi. Đó, chấm với cái bánh bột lọc này quá ngon. Cái bánh bột lọc nãy giờ nó nhỏ nhỏ không à, lọt sọt ra đâu có cái bánh bự nè. À, đây là một cái bánh nậm mà thấy không, chấm vô. Thật ra thì bản thân mình cũng không có giỏi về cả ẩm thực miền Trung và ẩm thực miền Bắc. Kiểu như là mình sống ở trong Nam mà, nên là những cái món gì mà liên quan đến Nam Bộ, liên quan đến miền Nam thì mình sẽ hiểu rõ hơn và mình sẽ dễ nói chuyện với các bạn hơn. Để cho nó ráo bớt được mắm này thì nhiều quá nó sẽ mặn. Quá đã luôn các bạn ơi, quá đã quá má ơi. Lâu lắm rồi mới ăn bánh bột lọc, phê quá. Mình nghĩ ăn từng cái nó ngon hơn, ăn nhiều quá không có cảm giác được gì hết. Giờ chúng ta sẽ gặp lại thế này. Đó, đó, chúng ta cho hết vô miệng. Giỏi chưa? Rất là đã luôn á. Gẹp cái đũa này qua một bên. Các bạn ăn kiểu này các bạn cẩn thận nha, không thôi bị cái lá chuối vướng vào cổ á. Hồi nhỏ mình từng bị lá chuối vướng một lần rồi nhém chết. À, nếu mà các bạn mà để cái bột lọc này mà ngoài không khí lâu quá, một hồi bột nó sẽ bị gọi là bị chai á và ăn nó sẽ không ngon đâu, nên là chúng ta sẽ bỏ lá chuối, chúng ta ăn từ từ kiểu này. Ok các bạn, bây giờ là sẽ là bột lọc tắm nước mắm. Ngon mà. Công nhận nước mắm ngon.
Nó là con, nó là hương quýt đó, các bạn chắc ai cũng biết về nó rồi. Má ơi. Ok, và cuối cùng mình cũng đã ăn hết cái đống bánh bột lọc và bánh bèo, bánh đậm gì đó của mình mà mình đặt chiều hôm nay. Thì hôm nay là một ngày rất là mưa các bạn, và rất cảm ơn các bạn đã xem clip, thấy clip hay like, share và subscribe cho Cáo To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Nếu mà các bạn có những món ăn hoặc là các bạn có những cái góp ý gì về món bánh bột lọc này thì hãy comment cho Cáo biết nha. Bye bye.